Sau đây, Duy và Tonia.vn sẽ cùng các em nghiên cứu và điểm qua một số cái mô hình nguyên tử nhé các em nhé. Và lồng ghép trong mô hình nguyên tử đó thì chúng ta sẽ có được cái sự chuyển động của các electron trong nguyên tử. Đầu tiên đó là mô hình hành tinh nguyên tử. Mô hình hành tinh nguyên tử này, đây được coi là một mô hình rất là sơ khai về nguyên tử. Do vậy chúng ta hãy xem là với mô hình hành tinh nguyên tử thì chúng ta sẽ tiếp cận với nguyên tử như thế nào nhé. Mô hình hành tinh nguyên tử này do ba nhà khoa học. Thứ nhất đó là Rutherford, thứ hai là nhạc Bohr và thứ ba là Sommerfeld đề xướng lên mô hình nguyên tử này. Và theo ba nhà khoa học này thì chúng ta thấy rằng là các electron sẽ chuyển động trên những quỹ đạo. Đấy, các electron sẽ chuyển động trên những quỹ đạo. Vậy quỹ đạo ở đây là gì? Quỹ đạo ở đây thì nếu như các bạn học ở trong chương trình vật lý lớp 10 ấy, thì thời điểm bây giờ chúng ta đã biết được quỹ đạo là gì rồi, đúng không nhỉ? Và quỹ đạo ở đây chính là cái con đường mà nó vạch ra khi mà một cái chất điểm nó chuyển động. Con đường mà nó vạch ra, chất điểm vạch ra khi mà nó chuyển động thì người ta gọi là quỹ đạo. Và các nhà khoa học này thì đã dự đoán và đề xướng nên là cái quỹ đạo chuyển động của các electron này nó có thể ở dạng hình tròn hoặc là nó có thể ở dạng hình bầu dục. Thế nhỉ? Hình tròn hoặc hình bầu dục. Và xác định cái quỹ đạo này và các e này sẽ chuyển động ở xung quanh hạt nhân như một cái mô hình liên quan đến hành tinh, các cái hành tinh quay quanh mặt trời. Và khi đó thì mặt trời ở đây nó ứng với hạt nhân nguyên tử, còn các cái hành tinh đó sẽ ứng với các electron ở bên ngoài. Thế nhỉ? Thì đây nó là cái mô hình hành tinh nguyên tử rất là sơ khai của ba nhà khoa học, đó là Rutherford, Bohr và Sommerfeld. Được chưa nhỉ? Đấy. Với các cái xu hướng như thế này, với các ý tưởng và cũng như đề xướng như thế này, thì nó đã có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lý thuyết cấu tạo nguyên tử, nhưng nó không đầy đủ để giải thích được các cái tính chất của một nguyên tử. Đấy. Ở thời điểm bấy giờ, khi mà chưa có sự thay đổi, chưa có sự phát triển về khoa học kỹ thuật, các cái thiết bị hết sức là nghèo nàn, thì cái việc là đưa ra cái đề xướng này nó làm gần như là thay đổi toàn bộ cái cục diện của khoa học lúc bấy giờ. Tuy nhiên rằng là càng ngày sau đó một vài năm thì họ thấy rằng là cái mô hình hành tinh nguyên tử này nó hoàn toàn không thể nào mà áp dụng được nữa, do là nó không giải thích được các tính chất hóa học cũng như các tính chất của các nguyên tử. Do vậy hoàn toàn là nó tạo tiền đề cho các cái mô hình khác được diễn ra. Để chúng ta thử xem nhé, mô hình hành tinh nguyên tử như thế này. Cái phần ở đây chúng ta thấy ở đây đó chính là cái phần này, đó chính là hạt nhân nguyên tử, được chưa? Còn các cái vòng tròn xung quanh